Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 và chiều nay thì em tranh thủ giới thiệu với anh chị chú bác mình một cái video mắt kính anh chị nha. Một số cái sản phẩm tuyển chọn cũng như là những cái combo giá rẻ mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mình chốt món hàng ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái kính này rất là đẹp luôn. Anh chị thấy nhìn độ mới nó cỡ này nên chị. Và mẫu này thì mình mua về mình xài liền được, tại vì cái tròng này nó hiện tại không có độ anh chị nha. Nó không có độ. Mình xài kiểu chống bụi cũng ok, và mẫu này thì tuổi nào mình xài cũng được hết. Trẻ trẻ chút mình xài cũng được, các chú mình hơi lớn tuổi mình vẫn xài được cái mẫu này. Và nó vàng ống vàng ánh như vậy luôn nè, rất là mới nha. Dường như là hàng trưng bày đó, chưa có qua sử dụng đâu. Nó thiếu cái hộp nữa thôi là nó thành cái hàng như mới rồi. Và mấy cái sản phẩm mà em bán riêng lẻ từng cây như vậy thì đều có tặng cái hộp kèm cho mình để mình bảo quản cái kính anh chị. Mẫu này thì size của nó sẽ được là 135. Lưu ý là hiện tại thì nó không có độ nha, nhưng mà cũng không có hiệu luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 150, rất là mới ha. 150.000, chốt dùm em mã số là 101, giá là 150 nha. 101, giá là 150.000. Video này thì không có đồng giá, cho nên là anh chị mình vui lòng mình chốt kèm cái giá dùm em ha. Chốt cái mã số kèm cái giá dùm em là ok. Và mình đừng chụp màn hình nha, tại vì nó nhiều quá, mắt kính mình chụp màn hình em không biết cái nào đâu. Mình cứ đọc cái mã số dùm em là ok ha. Em có một cái này là cái gọng nè. Gọng này là dạng gọng của thương hiệu Savator nha. Anh chị nhìn cái logo Savator người ta làm độc lạ lắm nha. Gọng này của nữ, đơn giản mảnh thôi, nhưng mà nó không có bị liều yếu đâu. Nó mảnh nhưng mà nó cứng cáp ha. Đó, cái cọng này nó mảnh nè. Đó, cái logo Savator nằm ngay đây. Rồi, dạng ba mảnh nha, cái chữ Savator dập ở trong này nhỏ xíu nè, và chữ Titan. Đó, gọng này là gọng Titan của Savator. Thương hiệu này là của Italy nha anh chị ơi. Rồi, mẫu này thì các cô, các chị mình về mình cắt lão, cắt cận gì mình đeo cũng đẹp hết. Dạng gọng nghệ thuật hàng hiệu. Size là được, từ đây qua đây là được 135. Đó, size của nó là được 135. Anh chị nhận bên ngoài là nó y như vậy, tại vì em không có chiếu cái đèn dội vô, cho nên là cái màu nó sẽ không có sáng trưng lên. Mình nhận bên ngoài nó y vậy nha anh chị, để mình khỏi cần phải lo là nó bị chá quá. Bên trong video thì đẹp, bên ngoài không đẹp nha. Bên ngoài nó y bon vậy luôn, không có gì khác hết. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 250.000, hàng hiệu của Savator anh chị ơi. Cái đó là cái gọng nha, mã số là 102, giá là 250 ha. Mã 102, giá 250 cho cái gọng này. Tiếp tục em có một cái gọng này là của nữ luôn và rất mới. Gọng này thì hiện tại nó không có cái tròng nha, mình mua về mình đem ra tiệm cho người ta cắt cái tròng khác. Hàng hiệu của là View Tay, Made in China dập ngay đây. Và rất mới luôn, cái gọng này cực kỳ là mới. Gọng cũng có khắc đồ ngay đây, xinh xinh ha. Đấy. Rồi, cũng đẹp anh chị nha. Mẫu này thì nó không, hiện tại nó không có cái chồng, mình về mình gắn cái chồng vô, mình đem ra tiệm cho người ta thay cái chồng độ cho mình đó. Size là 130, em bán cái gọng này cho mình với giá là 150, 150, mã số là 103, giá là 150.000. Mã 103 dùm em, giá là 150 cho cái gọng này. Mã 103, giá là 150.000. Tiếp theo là em sẽ có cái cây này. Cây này là của thương hiệu là ghi là Outdoor Product nha. Này là kính mát nha anh chị, kính mát của nữ. Gọng nó là gọng nhựa, rất là xinh như vậy luôn. Độ mới thì rất là cao nha. Đây là kính mát mua về xài liền được, hàng có hiệu, gọng là gọng nhựa thôi. Cái này lau chùi nha, hàng mới về em chưa kịp lau chùi anh chị. Đó, nhưng mà điều dành cho chị nào mặt nhỏ, mặt trái xoan hoặc là mặt dài thôi, chứ mặt tròn to to thì mình đeo nó bị kích, và cả là cái dáng này nó lại không hợp. Size của nó sẽ được là 135 nha anh chị ơi. Em đo được là 135. Mình chốt giùm em mã số là 104. Cây này em bán cho mình với giá là 180.000. Cây này là kính mát nha. 104, giá là 180.000 cho cái cây kính này, là cây kính mát ha. Mặt nhỏ, mặt trái xoan là mình đeo đẹp. Một cái kính này là hàng hiệu của Christian Dior. Cái này hàng hiệu của Dior nè anh chị. Cái gọng đẹp quá chừng luôn. Gọng còn vàng ống vàng ánh nha. Đây, chữ CD người ta dập hai bên hông nè ha. Chữ Christian Dior, mà nó còn chữ Christian thôi, chữ Dior nó bay màu mất tiêu rồi. Rồi bên này thì là dập mã số đồ này kia, chữ nghĩa nè, nhưng mà nó bị bay á anh chị. Thì người ta dập là mắt in nước nào rồi đó, nhưng mà nó bay mất rồi. Thường thường là mấy cái này là sản xuất tại nước Áo ha.
Cái gọng còn rất là đẹp nha. Cái trồng này thì là nó trồng độ rồi, mình về mình có thể cắt mát hoặc là mình cắt trong hoặc là mình cắt lão đều đẹp ha. Cái gọng này đẹp dữ lắm luôn á, hàng của Dior, cái gọng còn rất mới, hàng xịn nha chị, thương hiệu xịn, size của nó là được 137, đẹp ha. Đó, cái gọng cận cảnh cho các chị mình xem nè, đẹp luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 380.000, mã số là 105, mã 105, giá là 380.000 cho cái gọng này, hàng hiệu VIP ha. Rồi, và điều mấy cái em bán lẻ này thì đều có tặng kèm hộp và cái khăn cho mình bảo quản nha anh chị ơi. Có cái cây kính này dường như chưa sử dụng nè. Cái này là mẫu này cắt cận hoặc là cắt lão đều đẹp hết luôn. Hiện tại cái trồng này là cái trồng mẫu và nó không có độ, mình xài liền được, nhưng mà nó là có cái miếng dán này, mình về mình tháo ra ha. Đây là cái trồng mẫu của cái kính này, và người ta để mẫu cho mình thôi chứ không có độ gì hết. Mình về mình cắt lão hoặc cắt cận cây này đều đẹp. Gọng nó đây, cái màu nó cũng xinh xinh nha. Rồi, ở phía trước này thì người ta có sơn, dạng một cái lớp sơn tĩnh điện hơi trầy nhẹ. Chưa có xài đâu, nó còn bọc như vậy mà. Chưa xài do để tới để lui nó có hơi trầy chút xíu. Rồi, size ngang của nó sẽ được đó là 135. Mẫu này bán cho mình với giá là 130. Mã số là 106, giá là 130.000. Mã 106 giùm em ha. 106 giá 130. Tiếp tục. Tiếp tục là em có cái cây này là một cái cây xinh xinh nè, dạng giọt nước, để em coi nó có độ không. Cái này là kính mát nha, kính mát dạng giọt nước, giống như mấy cái cây kính mát giọt nước các anh hay xài, nhưng mà tông màu của nó chỗ này nó là hơi màu cam cam, có trầy nha anh chị, này có trầy cái đường sơn ha, trầy nhẹ. Bên sau thì không có thấy ghi hiệu đâu, dính bụi và có trầy sơ sơ. Tổng thể thì ok, nhưng mà cái này dành cho mặt to, nữ mình xài cũng đẹp anh chị. Không có nhất thiết còn giọt nước này nam xài đâu, nữ cá tính chúng mình xài cũng được. Size là 150 ha. Mẫu này có hơi trầy, em bán cho mình với giá là 100 thôi. Mã số là 107, giá là 100.000. Mã 107 giùm em, giá là 100k cho cái cây này. Tặng kèm cái hộp luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp tục em có một cây kính mát rất mới nè, cây này dạng thời trang nhưng mà nó mới lắm. Đây, cái này thì của thật ra thấy nam nữ gì cũng được hết. Cái trồng này là chống tia UV luôn nha. Cái gọng quá đẹp luôn và mới lắm, dường như chưa xài nha. Em bỏ vô cái hộp cái là thành như mới luôn. Đã, nhưng mà nó không có hiệu anh chị, nó là không có thương hiệu. Nhưng nó có chống tia UV, trồng này là trồng mát. Nó cái dạng ôm bo như vậy nè, nhìn nó thể thao ha. Bên hông thì em thấy kiểu cọ quá thì chắc có nghĩa là nữ xài đó. Nam thì thường là kiểu cọ như vậy mình ít có xài. Đó, nữ cá tính chút xíu thì xài ok cái này. Rồi, cái này rất mới nha anh chị, size ngang của nó là được 145. Đó, trồng mát chống tia UV. Cái này em bán cho mình với giá là 200. Mã số là 108. Mã 108 giá 200.000 cho cái cây này, mã 108 anh chị. 108 giá 200. Rồi, tiếp tục. Em có khoảng 30 40 mã kính gì đó cho buổi chiều nay nhé. Sau video kính thì em tiếp tục lên một số hàng khác nữa. Hàng về rất là nhiều và hàng sale cực kỳ nhiều luôn. Em có cái này là combo. Cái này là cái kính mát. Hiện tại nó là kính mát nhưng mà anh chị thấy cái chồng này nó có bị này. Nó đã bị cái chồng mát nó có bị hư anh chị ha. Là mình về mình phải thay nha. Em bán cái gọng thôi. Nó chồng mát nhưng mà nó hư rồi. Nó bị răng rồi. Bể nổ rồi. Size là được 145. Đó, kèm theo cây này. Cây này thì nó bị dính bụi nha. Để em lau chùi khi gửi cho anh chị, đang dính bụi bên trong nữa, nó là kính mát luôn đó. Độ mới thì cũng khoảng bảy mấy 80%, tức là không có gãy, không có hư, nhưng mà cũng có độ cũ. Size là 140. Combo này em bán cho mình 100.000. Chốt giùm em mã số là 109, giá là 100k cho combo này. 109 giá là 100. Chốt giùm em mã số nha, và rồi nếu nếu tiện thì mình cho anh em thêm cái giá kèm theo là nhanh nhất ha, còn không thì em kiểm tra thì báo lại cho anh chị nó hơi chậm, chứ còn là mình chụp màn hình là em thua luôn. Mình ghi mã số giùm em ha. Em có một cái gọng này của Jackman nhưng mà nó hơi cũ anh chị. Đây, Jackman thì cái thương hiệu này nó quá vip rồi, nhưng mà điều cái gọng này nó hơi cũ của nữ à. Đấy, về các cô mình các lão, độ mới này có khoảng bảy mấy phần trăm thôi, có ố có oxy hóa. Size là được 130. Rồi, một cây này thì tông màu hồng, gọng là gọng nghệ thuật đó,
tông màu hồng tím nè, nhưng mà cũng không mới luôn. Em bán combo thì dạng xài được anh chị, còn bán lẻ riêng từng cây thì mình thì độ mới nó cao hoặc là thương hiệu nó lớn nha, còn bán combo thì mình mua giá rẻ, đồng nghĩa với việc là hàng nó không quá xuất sắc nha. Sao là 135. Rồi thêm một cây nữa, cây này là cái gọng của ghi mã số quá trời luôn mà không thấy ghi hiệu. À, cái gọng này độ mới khoảng cỡ 80%, nó cũng sẽ có oxy hóa. Sao là được 128. Combo này chốt giùm em mã số là 110, em bán cho mình 100 ngàn. Mã 110 giá là 100k. 110 anh chị, giá 100 ngàn cho cái combo gọng nha. Cái đó mình về mình cắt giùm em. Rồi tiếp tục em có cái gọng này rất là đẹp, siêu mới luôn. Cái này mình về mình cắt mát là xinh ha, cắt mát hoặc là mình cắt ôi cái này nó bị hơi 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 lỗi lỗi rồi, bỏ qua đi, lấy cây khác đi. Rồi em có cây này. Cây này là một cây kính mát nha anh chị, cái này là cái hộp tặng kèm nha chứ không phải hộp diện của nó đâu, hộp tặng kèm ha. Kính mát. Gọng này là gọng nhựa anh chị ơi, gọng nhựa. Bên trong là người ta khắc hoa, người ta làm họa tiết hoa, bên ngoài là màu đen nha. Rồi phía trước là nhựa và người ta làm cái họa tiết đồi mồi. Cây này là kính mát nha, cũng dạng mặt nhỏ cho các chị mình xài nha, chứ mặt to thì mình đeo nó không có vừa đâu anh chị ha. Size ngang của cây này là được 140. Đó, đây là kính mát nha, mua về xài liền được. Em bán cây này cho mình 180 luôn, mã số là 111. 111 giá là 180 ngàn. Kính mát nhưng mà nó cũng không có thương hiệu anh chị, em bán hàng thời trang, tặng kèm cái hộp như vậy cho mình để mình về mình bảo quản nha. Đó, 111 giá là 180 ngàn cho cái cây này, mã 111. Tiếp tục em có cây này ba mảnh nè. Cây này cũng xinh, độ mới nó cũng không quá cao nhưng mà cũng còn ổn nha. Đây. Nó sẽ là hàng có hiệu của Italy, Tetani ha. Ba mảnh nha chị, đếm coi nó có độ không chứ. Này có độ rồi anh chị ha. Nó đã có độ rồi, mình về mình cắt giùm em. Hiện tại cái chồng này nó bị nứt chỗ này nhưng mà kệ nó, tại vì mình cũng không có mua cái chồng đâu, mình mua cái gọng thôi. Gọng này là của Tetani, cái chữ T này nên chị, hàng hiệu này là của Italy và thương hiệu này thì thường trong hàng si đó thì mình sẽ thường hay gặp, nhất là ở dài tay thôi, túi thì cũng có gặp nhưng mà sẽ hiếm nha, còn mắt kính thì cũng hơi ít đó anh chị. Cái gọng này nó đẹp nè, gọng của các chị các cô ha. Đó, nghệ thuật như vậy nè, xinh nha, dạng ba mảnh luôn. Và mình về mình cắt lại giùm em ha, cái chồng này không có sử dụng được. Sao là được 130. Mẫu này em bán cho mình với giá là 190 ngàn, mã số là 112. 112 giá là 190 cho cái gọng này, mã 112. 190 ngàn. Rồi tiếp theo, cây này là hàng hiệu của Elegant, Elegant của Pháp anh chị. Trời, cái này nó xuất sắc dữ lắm, cái gọng quá đẹp. Đây nè, cái gọng bên hông đẹp xuất sắc, cái logo Elegant đây anh chị nha. Mẫu này thì hiện tại là kính mát nha. À không, em thấy nó cũng có hơi 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 này, chắc là do bụi đó. Đây coi, khoan đợi em xíu. Đúng rồi, nó sẽ là kính mát nha anh chị, nó không có độ ha, mua về xài liền được hoặc là mình có thể cắt độ nếu mà mình muốn nha. Cái gọng quá đẹp, hàng hiệu của Elegant của Pháp. Elegant này nếu mà túi xách thì mình có đôi khi mình sẽ gặp túi made in răng hoặc là made in Nhật á anh chị, tại vì nó liên doanh ha, một số sản phẩm túi sản xuất tại Nhật. Đây xinh quá, cây này của nữ nha, độ mới thì rất là cao và tặng kèm cái hộp cho mình luôn. Đây là kính mát của thương hiệu của Pháp. Size ngang của nó sẽ được là 140. Chị nào mặt to mình đeo cái này cũng xinh nha. Rồi độ mới thì cao, mã số là 113. Em bán này cho mình với giá là 390 ngàn. Mã 113, 390 cho cái cây này. Bỏ vô cái hộp cái nữa là VIP, tiệm Việt luôn. Rồi tiếp tục em có một cây kính mát của Nam. Cây này hơi lớn tuổi, các chú mình vẫn xài được nè. Nó không có hiệu nhưng mà cái cây kính nhìn nó dễ xài lắm. Cái trồng là trồng mát màu đen nha, không có hiệu đâu. Gọng của nó sẽ gọng kim loại như vậy. Độ mới này khoảng trên 85-87% ha. Kính mát, nhìn nó xinh xinh. Từ đây qua đây là được 140. Cây này em bán cho mình với giá là 150 thôi. Chốt cho em mã số là 114, giá là 150 ngàn. Mã 114 giùm em. 114 giá là 150. 114 giá là 150 cho cái cây kính mát này nha anh chị. Rồi tiếp tục em có một cây này của Dior. Cây Dior thì thường á,
kính là mình gặp nhiều hơn Chanel anh chị, nhưng mà mỗi lần gặp là cái kiểu nó khác nhau. Anh chị sẽ thấy cái cây này bên hông nó như vậy nè, cái chữ CD dập ngay đây nha. Độ mới này khoảng 85% cộng, Christian Dior ngay chỗ này, và được made in Austria ha, tức là sản xuất tại nước Áo ngay đây, mã số gì tôi lưa ha. Cái trồng này hiện tại nó là có độ anh chị ơi, trồng này có độ rồi, mình về mình cắt giùm em cũng sẽ bán như là một cái gọng hiệu. Size của nó là được 140, gọng này thì độ mới nó cũng không quá xuất sắc, khoảng tám mấy phần trăm, nhưng mà là đẹp là mới so với những cái thương hiệu lớn rồi đó, mình cũng không có đòi hỏi gì hơn ha. Rồi mẫu này em cũng bán cho mình với giá là 380, mã số là 115, giá là 380.000, 115 giá 380 cho cái gọng của Dior. Nên chốt anh chị, mấy cái hàng thương hiệu cỡ đó mà mua vài trăm ngàn thôi, mình về mình cắt kính mình đeo là nó vip rồi. Tiếp tục em có một cây kính này là kính mát của Nam, cái này thì cũng không có thương hiệu nha, nó có trầy nhẹ ngay đây, rồi có trầy ha. Gọng thì nó cũng có độ oxy hóa nhẹ nhẹ, không có thương hiệu. Một cây kính này là của Nam nha anh chị. Size ngang của cây này là được 135. Thêm một cây này cho combo này, cây này thì độ mới nó còn ok, nhưng mà phía trước thì nó có hơi bị oxy hóa hai chỗ. Nó cũng là kính mát luôn. Size ngang của này là được 130. Combo này em bán cho mình 100, coi như mua cây này tặng cây này. Mã số là 116, giá là 100 ngàn. Mã 116 anh chị, giá là 100 cho cái combo này. Rồi tiếp tục, tiếp tục là có combo này, combo này trẻ nè, combo này rất là trẻ. Em có một cái cây này là không có cái chồng luôn, mình đeo kiểu để vậy thôi đeo cũng được, hoặc là mình cắt cái chồng khác mình gắn vô nha. Thường mấy bạn trẻ hay là kiểu để vậy đeo đó, hàng có hiệu đó anh chị, nhưng nó hơi mờ nhẹ, nhưng mà cái gọng đẹp quá chừng nè. Đây gọng rất là đẹp, độ mới cao luôn ha. Đấy, nó rất là hiện đại thời trang. Size của cái gọng này thì được là 140 anh chị, 140, nó không có cái chồng nha. Rồi 140, cây này thì nó sẽ đi chung với cây này, để em xem cây nào nó phù hợp cái tông của cái này. Đây cây này đó, cái này cũng xinh, mã số quá chừng luôn mà không có hiệu, độ mới thì cao. Hiện tại thì nó cũng không có độ ha, mình mua về mình xài liền ok. Rồi size ngang của nó sẽ được là 130, thêm một cây nữa đi cho combo này. Cái này là hình tròn, không có độ và cũng không có hiệu luôn, size là được 132. Combo 3 cây này em bán cho mình với giá là 130.000, mã số là 117, 117 giá 130, 117 giùm em nha, 130.000 cho cái combo 3 cây luôn, quá rẻ. Tiếp tục em có hai cái kính mát của Nam, cái này combo tiếp tục nè. Em có khoảng 30 ba mấy mã số cho buổi chiều nay thôi. Cho anh chị mình là săn kính nha. Đây, em có một cây kính mát này đẹp nè anh chị, cây này là không có hiệu đâu nhưng mà nó đẹp nha. Trồng nó cũng có trầy nhẹ. Về lau chùi sơ sơ lại giùm em xài ok ha. Cái này là các anh mình đeo đẹp nè. Đẹp xinh luôn á. Size ngang của cây này là được 145. Cái này là kính mát. Rồi nó đi kèm với cây này. Cây này là dạng giọt nước, nhưng mà anh chị thấy nó có độ oxy hóa ngay đây. Kiểu là mua cây kim tặng cây này đó, về mình đeo chống nắng chống bụi sơ sơ. Size 140. Combo này em bán cho mình với giá là 120. Mã số là 118. Mã 118 giá là 120.000 cho combo này. Rồi tiếp tục, tiếp tục là gọng gọng lão nè, gọng lão dành cho các chú đây. Em có cây này màu đen, gọng ha, bán cái gọng ha, độ mới này khoảng cỡ 80%, size ngang của nó sẽ được là 135, có trầy có oxy hóa nha anh chị, bán cái gọng nha. Cây này tông màu đồng đẹp nữa nè, có mã số gì quá trời luôn, nhưng mà mình về mình phải thay cái chồng giùm em nha, hiện tại không biết nó mấy độ hay là độ lão độ cận gì đâu. Size là được 140 cho cái cây này, và đi kèm cho nó là một cây này. Cái này là có sơn, người ta sơn màu hồng mà nó trầy hết bên đây, nó chốc hết bên đây, mình về mình tháo hết bên đây luôn cũng được, thành thành cái viền vàng ha. Bên sau thì còn ok. Cái này là có mã số gọng là gọng titan đó, nhưng mà cái chồng thì nó cũ nha, cái chồng thì nó bị bụi đó. Size là được 140. Combo này em bán 100, mã số là 119, giá là 100k, mã 119 giùm em, 100.000. 119 anh chị, giá 100k cho cái combo này. Rồi tiếp theo em có một cây này là kính mát của nữ nè, cây này cũng rất là đẹp.
gọng nhựa và người ta sẽ làm kiểu như đồi mồi vậy đó, hàng có hiệu nha. Mà mấy thương hiệu này thì dạng thương hiệu bình dân, cho nên là mình cũng không quan tâm hiệu đâu, mình chỉ quan tâm cây kính nó đẹp và độ mới nó cao, và nó là kính mát anh chị ha, đeo nó vô nó rất là mướt. Cây kính mà hàng dỏm anh chị, mình đeo vô nó đen thùi luôn, nó không thấy đường luôn, kính mát á. Còn cây kính này thì tuy người ta không có hiệu lớn nhưng mà mình đeo vô nó rất là mát mắt mình nha, nhìn thoải mái. Sao là được 135 137. Em bán cây này cho mình với giá là 108, mã số là 120, giá là 180.000, giá là 120. À mã 120, giá là 180 anh chị ơi, mã 120, giá là 180.000. Rồi tiếp theo em có cây này nó cũng dạng đồi mồi như vậy luôn. À dạng nhựa mà vân đồi mồi á. Đây, nó cũng là gọng nhựa luôn ha, và nó vẫn đang là kính mát luôn anh chị. Đang là kính mát, nhưng mà cái nãy thì cái mắt cái độ ngang này nó to, còn cái này độ ngang này nó nhỏ. À, chị nào mình thích cái nào thì mình chốt cây đó thôi ha. Cây kia thì nhìn nó model, cây này thì nó lạ hơn. À, size là được 135. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 160 ngàn, mã số là 121. 121, giá là 160 cho cây này nha. 121, giá là 160 ngàn. Mấy cây này bỏ vô hộp cái là như mới đó anh chị, nó mới lắm. Em có cây này, nó có sẵn hộp nhưng mà cái hộp này nó không phải hộp zin của nó đâu. Em vẫn giao cái hộp này cho anh chị ha. Cây này là hàng gọng titan của thương hiệu là Vrongtoska. Gọng này là gọng ba mảnh nha. Nhưng mà cái trồng này thì mình về mình phải thay nha anh chị. Gọng bên sau thì người ta có làm hoa như vậy nè, hoa khắc khắc và nó cũng lấp la lấp lánh nha. Độ mới khoảng trên 85% một chút, cũng có độ cũ sơ sơ chứ không mới keng, nhưng mà ok ha. Cái này là hàng hiệu, gọng là gọng titan, độ mới còn cao. Size là được 137 138. Cái này em bán cho mình 150. Mã số là 122. 122, giá là 150.000, mã 122. Giá là 150 cho cái này. Cái này cũng có bỏ kèm hộp và thêm cái khăn cho mình anh chị nha. Mấy hộp này là dạng hộp để mình bảo quản thôi chứ không phải hộp zin của nó ha. Hộp em đặt thêm em tặng kèm cho anh chị á. Rồi tiếp tục em có một cây này đẹp nữa nè, cây này hàng hiệu của Valentino mà hiện tại nó mất hết bên rồi. Mình về đường nào mình cũng thay thôi nha, em báo cho anh chị là nó không có cái này, nó không có bên đây. Hàng của thương hiệu Valentino, cái dòng là dòng Mario của Ý ha. Gọng là gọng titan của nữ. Hai bên hông á, thì người ta cũng có họa tiết đồ này kia, nhìn nó cũng nghệ thuật. Mẫu này về cắt lão là ok. Hiện tại thì nó chỉ có một cái trồng thôi nha, độ mới là khoảng 85% cộng. Size là 138 139. Cây này em bán cho mình với giá là 108, mã số là 123. 123, giá là 180.000. 123, giá 180 cho cái gọng này, gọng của Valentino. Em có một cái gọng này cũng xinh lắm dành cho các chị nữa nè, cô nữa nè. À, hàng gọng titan hàng hiệu của là Ari. Ari đồng ý đó. Ari nha. À, phía trước có thì là đang có độ rồi. Cái gọng bên hông nó đẹp lắm anh chị nha, nhìn nó nghệ thuật cực kỳ. Cô nào mà thích hoa, thích khắc đồ này kia là lấy cái này liền. À, độ mới thì cao khoảng trên 85%. Size của nó là được 140, cái này em bán 180. 180, mã số là 124, giá là 180.000, mã là 124 dùm em, giá là 180 cho cái cây này. Tiếp tục em có combo, một cái combo kính nha. Kính này của, thật ra là nam nữ xài được combo này nè. Cái này là một cây kính mát. Kính mát này thì nó hơi nhẹ, nó cũng là gọng nhựa như vậy ha, nhưng nó nhẹ, có dạng mắt mèo đôi chút nè. Độ mới thì khoảng cỡ 85% cộng. Size là được 145 và đi kèm với cây này là cây này có độ rồi. Cây này là đã có độ nha anh chị. Về mình cắt lại giùm em nha. Hàng này là bọc nhựa, bên trong nó có kim loại bọc nhựa. Tức là cây này là xài liền, cây này thì phải về cắt ha. Size của nó là 130, combo này 100, mã số là 125. Giá là 100.000, mã 125 dùm em, 100k. Combo này là 100.000, mã 125. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là gọng nha. Gọng này cắt lão hay là cắt cận được nè, nào không? Này cắt lão là ok hơn. Đây, một cái gọng dành cho các chú đây. Độ mới này khoảng bảy mấy 80%, nó cũng đã có oxy hóa bên trong anh chị nhé, nhưng mà bên ngoài thì ok, còn cứng cáp ha. Size ngang của nó là được 137 138.
Cái này giống cây kính đọc sách ghê không? Rồi size của nó được là 135. Rồi cái này thì tông màu đen. Size của nó sẽ được là 125. Combo này 100 ngàn. Mã số là 126. Giá là 100 ngàn cho combo này. Mã 126 dùm em 100k. Rồi tiếp tục. 126 100 nè. Tiếp tục là em có cái combo kính mát nè chị, kính mát giọt nước nha, của Nam dành cho các anh các chú đây. Nhưng mà điều nó cũng không có hiệu luôn. Đây, này dành cho ai săn sale. Một cây này là nó có tráng gương mà để em lau chùi khi gửi cho anh chị ha. Em sẽ rồi giờ xài cái đồ lau kính đó, lau lên cho anh chị, nhưng mà đường nào nó cũng phải có đồ cũ nha anh chị. Chứ không có mới ken được, mình chỉ lau lên sơ thôi. Đó, chứ không mới đâu. Size là được 140. Rồi cây này thì như vậy, màu đen ha, có trầy. Không có hiệu luôn, size 140 luôn. Combo này bán 100 ngàn. Mã số là 127, giá là 100k. Mã 127 giùm em 100 ngàn cho cái combo này. 127 nha anh chị ơi. Tiếp tục, em có một cái combo này trẻ nè. Combo này nhà mình có con trai con gái là mua cái này cắt cận là quá ok đây. Độ mới cao lắm nha. Đây, cây này. Cây này là cái trồng hiện tại nó không có độ đâu, nó là trồng mẫu luôn đó anh chị. Và rất là mới ha. Rất mới, dạng trẻ trung năng động, mắt mèo luôn. Mình đeo vậy ok, để chống bụi cũng được. Hoặc là có cận thì mình cắt cận là đẹp luôn đó anh chị. Size của nó là được 145, mới lắm. Cây này cũng nhìn nó rất là mới như vậy luôn. Nhưng mà nó có hơi vấn đề chút chỗ này, cái chỗ bọc nhựa này nó hơi bị mẻ rồi. Mình về mình có thể tháo bỏ ra luôn cũng được đó anh chị ha, nó bọc nó hơi bị mẻ. Cái này tặng kèm thôi, mình có xài thì xài nha anh chị. Size của nó sẽ được là 145. Combo này 100 ngàn, mã số là 128. Mã 128 giá là 100 ngàn cho cái combo này nha. Mã 128. Tiếp tục em có combo dành cho các chú đây. Đấy, 128 100 ngàn, cái này trẻ trung năng động, ứng dụng cao. Cái này là combo kính lão cho các chú, rộng lão. Rồi, một cây này nó hơi độ cũ nhiều nhưng mà nó cứng cáp anh chị. Đó, mình về mình lau chùi sơ giùm em, tại vì cái này hàng mới về chưa có lau luôn á. Size là được 140. Rồi cây này thì độ mới cao hơn. Cái này thì nó nhỏ hơn nhưng mà độ mới cao hơn. Size là được 135. Rộng lão nha. Cây này cũng có độ cũ nha anh chị. Size này là được 140. Combo 3 cây này 100 ngàn. Mã số là 129. 129 giá là 100 ngàn cho combo 3 cây này. Rồi tiếp tục. Em có một cái combo này rộng nhựa nè. Em cũng còn kính nữa đó chị, để em tranh thủ chiều chiều khoảng 4 5 giờ gì đó, nếu kịp thì em lên thêm kính nha. Tại vì giờ này là em làm khoảng 30 mã kính cho video này thôi, chứ còn nhiều hơn thì không có kịp thời gian á. Rồi, còn nhiều hàng lắm, em còn phải vừa khui hàng nữa. Đây, một cây này là kính rộng nhựa ha, kính đã có độ hết rồi. Mình về mình thay giùm em để đeo cận là đẹp, trẻ. Size là được 135. Cái này cũng vậy, cái này nam đeo ok nè. Size là được 135. Rồi cái này xịn anh chị, nhìn cái vàng cái càng này là biết hàng xịn rồi. Đó, xinh nha. Size này là được 130. Combo này chốt giùm em mã số là 130, giá là 100 ngàn cho combo này nha. 130 giá 100 ngàn cho combo này. Rồi, em tranh thủ có 30 cái mã kính cho buổi trưa nay anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.